Mình đang ở cõi đời này mà bị gặp sự cố này sự cố kia, mà bị nhẵn được, mà bị không buồn lại bị đã an lạc rồi. Không buồn là thấy nó an lạc rồi đó quý vị. À, hoặc buồn chút buông ra, buồn chút buông ra, đó là cũng hay lắm rồi đó. Hồi ngày xưa tôi ngoài đời này, mỗi lần tôi dặn là 3 năm giết nó hô mỏ nhọn quét. Vì sao? Vì nó dặn. Mọi vị biết mỗi lần dặn là cái mặt sao phải không? Thì nó hô thêm. Mà cái người mà mỗi lần bực bội nghe quý vị dặn, thấy không, là cái mặt nó ưa nhau phải không? Mình đi đâu cái nó mình nhau mà cái mỏ nó phải chu ra, thì vì nghĩ thì người ta nhìn quý vị là thấy phản cảm. Bữa đó có cái ông đó, ông lại ông gặp như thế, ông hỏi nè: dạ thưa thầy, con sao mà cơ thể con nó kỳ quá thầy ơi, ăn thì ngon lắm mà đi nó không ra. Mấy ông này sao ông hỏi mấy chuyện kỳ cục vậy? Ok, ta nhiệt tình ta hỏi. Nhìn đứa hỏi: nhịn mặt ông khó chịu. Dạ đúng rồi thầy, con hồi xưa giờ khó chịu lắm, mặt ngầu lắm đúng không? Dạ ngầu lắm, gia đình ai cũng sợ. Nhưng nói đúng rồi, mặt ngầu ngầu đi cầu không ra. Đúng rồi. Vậy thì ông muốn đi cầu dễ ra thì ông đừng có ngầu nữa. Từ hôm nay ông niệm Phật, ông đừng có nhâu nữa nghe. Ông đừng có câu có khó chịu. Tại ông ăn vô ngon mà ông ngầu ngầu, ông khó chịu, thì cái hệ thống tiêu hóa của ông bị chấn thương, nên nó kết phân cứng lại. Khi ông đi thì nó cứng quá sao ra. Mà thường những người mà đi phân cứng là những người khó chịu, sân si, nên bị bón. Nên nhà Đức nói là mặt ngầu ngầu đi cầu không ra. Chưa nó trị bệnh liền, một câu Phật hiệu trị liền. Nó dạ tôi thầy, vậy bây giờ con làm sao cho mặt con hết ngầu? Ông niệm Phật á. Ông cứ đi tới đi lui, ông đi xuôi đi ngược, ông cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nè cho ông cái máy niệm Phật nè, đeo đi, bật lên nghe. Ông nghe chừng tháng là mặt ông hết ngầu là ông đi cầu ngon lành. Chưa. Nó mấy thầy mấy chú quý cô quý cụ vậy đó, nghe câu này ai mà từ bị bón đó, cố gắng niệm Phật cái tâm an lạc, đừng có bực mình nghe chưa. Mặt ngầu ngầu đi cầu không ra đó. Nó nhớ đó nghe, câu này hay lắm á. Mấy anh em viết cái câu này lại dán cái đầu nằm. Nhưng mà một cái con người mà đi không ra là con người này nghiệp trước không có tiêu trừ đâu. Người ta nói có vô thì phải có ra, thì cái này nó mới lưu thông được, thì nghiệp chướng nó mới tiêu trừ. Còn cái này vô được mà ra không được, cái này mới chết. Nói vị coi, vô được mà ra không được sao sống nổi, nguy hiểm lắm nghe. Nó nên á, mấy ông mấy bà ai mà khó tính á, đừng có khó tính giùm tôi cái. Ồ, có cái bà đó, bà vô nhà vệ sinh mà bà ngồi nửa tiếng đồng hồ bà không ra. Bà ở ngoài gõ cửa hoài, bà bước ra bà sân si sân sổ, đứng bà nửa đi, ngồi trong đó, sắp sửa ra, gõ cái chạy vô lại. Trời ơi, bà ra bà tức tiếng ghê, bà ra bà chửi kêu bà gõ cửa, úp sùm chứ. Cuối cùng hai bà cửa lộn nhau, dẫn lên cho những đức xử. Những đức hỏi: chuyện gì đây, chuyện gì mà đưa lên cho tôi xử đây? Nó dạ thưa thầy, con á vô đó con ngồi con đi cầu, con gặn muốn chết bồ con luôn. Cuối cùng nó sắp sửa ra rồi, nó ngoài nó gõ cái con quên gặn con tức lên cái tự nó chạy vô lại.
rồi con cố gắng con gặn nữa. Cái xong cái sắp sửa ra cái nó gõ cửa nữa, cái con tức lên cái nó chạy vô. Vậy đó, con mở cửa ra con chửi nó, nó chửi con, con nó lên đây hỏi thầy, thầy xử phân làm sao? Không biết này không biết xử làm sao. Thì thấy không, đúng là nuôi người già có nhiều chuyện nói tới ghê chưa. Đến nỗi mà đi cầu không ra mà cũng kêu mình xử. Những đức nói vậy, bây giờ bà ngồi tôi lấy cái búa tôi bữa bà vài cái tôi coi nó ra không. Trời ơi quý vị biết nhiều chuyện lắm. Nên tiều là để áp dụng Phật pháp vô không à. Quý vị coi nghe thì nó thôn vậy đó nghe, mà nghe một chút đi rồi biết à. Nó coi, coi nó có dính mình không. Trời ơi, cái cuộc đời ăn uống rồi đi ra, người ta giảng gì là đúng quá rồi, đúng không? Đó. Nên quý vị biết rằng á, những đức nói hay lắm, lâu lâu mà ăn mà không tiêu quý vị, cái bụng phình phình bự bự lên á, cứ là ngồi ở đâu nghe, cứ là A Di Đà Phật vuốt vuốt cái bụng nghe, hay ghê, chút hết trơn. Công nhận phải tin câu bậc hiệu nghe quý vị. Đúng là Ngài Hoằng Nhất Đại Sư Ngài nói câu, một câu A Di Đà là một viên thuốc thần diệu, nếu bỏ đây không uống thật là ngu lắm mà. Nghe không? Cứ dùng câu vật hiệu đi, hay lắm. Trời ơi, bị coi chùa người ta 3-4 điểm chùa gần 2.000 người mà người ta có tủ thuốc đâu. Trời ở nhà mình mà có 1-2 người mà thuốc bọng cầm bọc bọc. Lại biết ở đây là nhờ gì không, niệm Phật á. Nên bây giờ đa phần các cụ già mình đâu có uống thuốc gì đâu, đa phần luôn. Các cụ nhớ nghe các cụ, quý vị nhớ nghe, bây giờ quý vị bệnh đau một chút mà đi tìm thuốc liền á, là sau này cặn tử nghiệp quý vị khó có cơ hội giảng sanh lắm. Vì quý vị chưa rèn luyện được. Bây giờ mỗi ngày bệnh là mình rèn chút đi, bệnh là mình rèn chút đi, cứ bệnh là rèn chút để làm chi? Để khi mà nó gặp độ đến là cái độ gì? Cái độ mà gần chết á, là mình đủ năng lực để mà mình có đủ bản lãnh niệm Phật, cầu Phật đến tiếp dẫn. Hiểu chưa? Bây giờ mà mình đụng cái mình đi tìm bác sĩ, tìm thuốc, vậy thì cuối cuộc đời mình nó theo cái nhân này nó gặp bác sĩ, thì người ta xử lý mình theo cái việc của y khoa, thì mình bị trở ngại con đường giải sanh. Nên bây giờ mình phải lăn lóc, mình rèn luyện, là mình còn khỏe này mà bệnh đau một chút phải lăn lóc rèn luyện. Bệnh đau, cảm sốt, ho hen, ung thư, rèn đi, cứ rèn đi là hết à. Cái bà cụ bên đây nè, ung thư đại tràng, bữa đó những quan dẫn qua làm ký sự. Thầu ô, 3 năm đầu ung thư đại tràng đau thấy ghê, 3 năm sau gặp mình nghe mình giảng pháp, 7 năm bây giờ bà nói ung thư đại tràng bên đây một cái lỗ bự gì nè, 2 cái tay nhập lại bự bị lớn, nó lòi ra một cục thịt bị dai bị lớn, cái lỗ gì nè nằm bên đây lòi gan khúc, y gan là cục thịt bò. Hỏi bà có đau không? Bình thường luôn. Sao lạ kỳ trời, nguyên một cục thịt dài bị dai nè, cái lỗ bấy lớn nè, thòng gan gì nè, để y thinh luôn, rồi lấy băng keo rồi băng xung quanh lại chừa cái lỗ đi thinh gì nè, giống như cái lỗ thông gió vậy đó. Đâu nhìn gì đâu mà vẫn ốc mình. Hỏi đau không? Không. Nó bây giờ cô nào mà bưng chén cơm qua bên đó ngồi ăn, nhìn cái lỗ đó thử coi, nhìn cục thịt đó coi ăn vô không? Đây nè, bên tay phải. Rồi cái đoạn ký sự đó sắp sửa đưa lên nè, mấy cô bật lên cho chúng coi đi. Ở bên đây không biết có bật cái đoạn mà cái bà quay heo coi chứ không biết nữa. Một ngày một gần 40.000 người coi. Bà quê Nhuận Chí này nổi tiếng rồi. Thấy chưa? Bởi vì chùa mình bây giờ sau này mà gặp những thành phần lạ lạ đó là phải làm ký sự. Bữa đó buổi sáng vừa ăn cơm xong, cái ông đó hai cái mặt thì ghê thiệt. Tự nhiên cái mặt gì các cụ ơi,
tự nhiên nó bị bệnh gì, nó mọc thêm cái mặt bên như cụ bự vậy nè, bự thêm một cái mặt rưỡi nữa, một cái mặt mới lớn, bự thêm một cái mặt rưỡi nữa, thòng xuống gì luôn, xuống tuốt dưới đây luôn, để cái mái tóc dài qua bên đi phủ cái mặt bên đây. Tự nhiên đi vô, những đức nhìn một cái nói chào 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 chào, người hai mặt ghê trời. Xong Phật tử dẫn lại ngồi nói chuyện, những đức nói chuyện với họ. Thế thì biết đó nghe, đúng là thấy ghê thiệt, nó xanh lè xanh lét. Những đức đụng vô, đụng vô ai với đạo Phật, ai với Phật đụng vô, đụng vô vậy làm nè, đụng vô, đụng vô, giật 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 lên. Đây là 100% luôn, có quay mà, có quay đưa lên mạng, đưa lên Facebook á. Chưa được một ngày gần 600.000 người coi. Ghê không? Không, bây giờ mình thấy những cái thành phần nào lạ lạ nha, bệnh đau rồi mà kỳ cục á, dẫn đến để làm ký sự, để khuyên người ta niệm Phật, để cho cõi đời này người ta nhìn được cái kiếp đời con người này có nhiều loại bệnh, nhiều loại nghiệp, hay làm những ký sự nó đẩy lên. Nó giống như cái trang mà Độc Lạ Bình Dương á, này đã chưa nói Bọc Pháp, còn mình sau này mình để là Độc Lạ Hộ Pháp. Không, thí dụ như bây giờ một cái người nào mà kỳ dị đồ nghe, kỳ dị đồ nghe, ung thư đồ nghe, tự nhiên người đồ nghe thành một cục thịt đồ nghe, mặt chảy xuống nghe, dẫn lại làm ký sự đi, bao tiền xe về luôn, còn bỏ bao lì xì tim luôn, chân luôn, mình ở nơi mình không đi mà đem lại đây đi, rồi tôi cho tiền xe về, rồi xong tôi bỏ bao thư thêm chút đỉnh nữa. Tại vì sao? Vì muốn làm những cái đoạn ký sự lạ thường này nè, đem Bọc Pháp đẩy vô. Vì cái trang Độc Lạ Bình Dương thì nó làm những cái hình ảnh của người lạ thường, nhưng mà nó không đẩy Bọc Pháp vô, cùng mình đẩy Bọc Pháp vô luôn để đưa ra cho công chúng. Cái này mới dữ dằn nè, nó tiếp nối thêm cái này nè mới ghê. Nên hồi sáng cái Đức ngồi suy nghĩ, bây giờ kiếm ở đâu người lạ ta, kiếm ở đâu cái người mà nhiều thứ cái loại nghiệp kỳ dị. À, những đứa quên mất tiêu, chùa mình có mà mình quên. Cái ngày khiếm thị á, là đây. Trời ơi, người ngày khiếm thị là có những người nghe bít cái mặt lại, có những người kỳ dị lắm. Mình đem những người đó vô, mình làm ký sự, bỏ ra thời gian thêm tiếng nữa làm ký sự. Cứ là một người mình làm 10 phút, 15 phút đoạn ký sự, đoạn ký sự. Làm ký sự xong bỏ bao thư cho người thêm vài trăm ngàn, nó trời mừng húm. Thấy chưa? Thấy không? Đưa ra công chúng, cho tất cả những người khổ đau trong cuộc đời nhìn thấy, để thấy rằng bản thân mình không có khổ như người ta. Nó không khổ như người ta, để đem Phật Pháp chen vào. Những đứa coi một cái công đoạn mà Độc Lạ Bình Dương á, có một gia đình sanh 4 đứa con, đi 4 chân không? Đi 4 chân không? Đi 4 chân như là cái con, cái loài động vật á, 4 chân á. Ghê không? Cái này nếu mà làm một cái mà đưa Phật Pháp, nói về nhân quả vô, đẩy vô một cái nữa, dạy cho gia đình này tu, dạy ăn chay, dạy niệm Phật, quý vị tin không? 3 năm sau đứng lên đi 2 chân, 100% luôn. 3 năm sau đứng lên đi 2 chân. Tại vì sao? 3 năm chỉ nghiệp ăn chay, niệm Phật, phóng sanh, rồi mỗi ngày nghe Pháp vui vẻ. 3 năm sau đứng lên đi 2 chân, không còn đi 4 chân nữa. Ghê cái nghiệp, ghê không quý vị? Con người ta có 2 cái chân, 2 cái tay đàng hoàng, mà lạ tay tự nhiên phải đi 4 chân, phải đi tự nhiên ấy, nằm xuống đi, kỳ không? Sao không đi 2 chân? Mình hỏi sao không đi 2 chân? Không, không đi 2 chân, đi 4 chân. Ngộ không? Mà tâm họ là không muốn đi 4 chân, mà bắt buộc phải đi 4 chân. Trời, đúng là cái nghiệp kinh quá. Thấy con gia đình gì đâu mà 4 đứa con mà tự nhiên đi một hàng gì nè, làm một cái đường hai bên là giống cây cầu vậy đó, tự nhiên 4 đứa con đi gì nè, đi 4 chân gì nè. Ghê chưa? Nhiều cái việc lạ trong cuộc đời lắm quý vị ơi. Rồi những đức thấy mà có những người quý vị biết không, cái mặt của họ nó chảy ra hết luôn,
mũi miệng gì mắt gì nó lòi ra hết luôn, nó thòng xuống nè, khoảng mấy gan xuống vậy nè, còn cái miệng thòng xuống mấy gan luôn. Mỗi lần ăn á, là đưa nguyên cái tay đút vô túi của trong mà da nó là thòng xuống vậy nè, mà nằm đâu nó cũng ghen cũng đau mà làm nè. Vậy đó, kinh khủng vậy đó, ghen vậy đó. Thấy đau khổ chưa? Những con người này mà dạy cho người ta niệm Phật thì bị nghĩ sao? Nó mới chuyển nghiệp. Dạy họ niệm Phật, nói về nhân quả cho họ nghe mới chuyển nghiệp được. Cái quả báo đó quý vị ơi, nên nhớ kỹ nghe. Muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau thì xem nhân đời này. Đúng không? Gieo nhân thì gặt quả. Nên mình sanh ra đời nghe mấy anh em, rồi mấy cô mấy cụ đồ nghe, mình được lục căn đầy đủ là có phước lắm á. Trong kinh Phật nói là thân người khó được á, thân người khó được. Đức Phật hốt một nắm đất này buông ra. Đức Phật hỏi tôn giả A Nan: "Này A Nan, đất ta buông xuống và đất dính trong đầu móng tay, đất nào nhiều A Nan?" Thì tôn giả A Nan nói: "Đất Đức Phật buông xuống nhiều, còn đất dính trong đầu móng tay có chút tí." Thì Phật nói rằng: "Người mà có thân người và mắt thân người thì giống như đất ta buông xuống. Còn người mà có lại thân người giống như đất mà dính trong đầu móng tay của ta." Trời ơi, phải chi mà như cái người ở dơ ở thế gian này thì còn có thể móng tay dài chứ mà dính đất. Còn Đức Phật là bậc á, thầy của chờ người, thì quý vị biết Đức Phật là bàn tay sạch cỡ nào chưa? 32 tướng tốt, làm gì có cái chuyện móng tay đen thui. Móng tay của Phật mà có làm gì có cái móng dài thòn mà đen thui, thì làm sao dính đất? Vậy mà dính có chút xíu đất thôi, vậy mà trở lại thân người có một chút đất dính trong đầu móng tay của Phật. Nó khó có thân người chưa? Phật nói là thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Nó, thân người đã là khó được mà Phật pháp còn khó gặp. Nói thêm câu nữa nè, những đức nói thêm câu cho vị nghe nè: tịnh độ càng khó gặp hơn. Nhớ nghe, tịnh độ còn khó gặp hơn. Vì pháp này là pháp mà được 10 phương chư Phật tán thán. Tịnh độ còn khó gặp hơn. Nghe tịnh độ mỗi ngày càng khó. Ai giảng tịnh độ chứ bị nghe mỗi ngày? Ai? Tôi này chứ ai? Giờ bị coi trên mạng đi, có ai giảng tịnh độ bị coi nghe mỗi ngày không? Mà giảng tứ tung lang tang tùm lum thứ, còn này ta giảng chuyên nhất niệm Phật đi, niệm Phật đi, ta gầy dựng tín nguyện quay cho quý vị, đâu có đơn giản. Từ bên kia chạy qua bên đây một cái xẹt vô chia sẻ ầm ầm mấy cụ nghe thấy chưa? Nên những cái công đoạn này nè, bật lên cho chúng nghe lại nó hay hơn là gì. Tại sao phải không? Tại vì trong cái hội chúng này nó rền quá, có nhiều cụ bà nghe không rõ, nhưng mà thu âm lại đó là đưa lên lại cái cụ bà nghe rõ dữ lắm. Tại đây là cái chúng chùa này nên nghe nó phù hợp cái tông đây lắm. Còn bên chùa mới nó nghe đúng ngay cái tông mới dữ lắm. Mà một bài giảng này nghe hai lần là hết liền. Nó nghe ngay tông mà nó thấy hình ảnh mấy bà nữa. Là phải. Ừ, mấy anh em để ý đi. Khi nghe giảng mà quay ngang mấy bà đó, tự nhiên mấy bà nói: kìa, tôi, dạ. Câu giận ngon ghê, để tôi kìa, tôi ngồi kìa, thấy chưa? Nó ngày thứ bảy đâu đó, không, ngày thứ bảy thì không có nhiều đâu. Mà mỗi tuần thứ hai, thứ ba bên hộ pháp, thứ năm, đó, bật hai lần là mấy cụ coi hết. Mà mấy bà thấy hình ảnh mấy bà nữa, quay phim gọi xuống, quay gum cái mặt to lên cho bà thấy bà rõ ràng. Nó như dù nhiều thầy nhiều chú đi quay đó, mấy ổng đưa lên mấy ổng nói: công nhận nhìn mình bữa nay cũng được ghê ha. Nhìn mình nay được ghê, hảo tướng không? Nó quay mấy sư cô đồ nè, quay được ha. Nó quay vậy đó, quay mấy sư cô gum lại ha.
gom lại, ngồi đồ, mở mắt đồ ra. Nó nên từ đó đó. Mà khi mà coi là thấy rõ ràng, rồi quay với bà cụ đồ này kia, con cái nhà nó coi. Đó, cái đó đặc biệt lắm quý vị. Làm cho các cụ mới vui á. Nó nên nội mà cái trung thu thôi, bật lên các cụ thấy cũng vui. Mà công nhận chùa mình mấy bà cụ mình chịu chơi thiệt. Khi mà đi đón đèn trung thu với các cụ mới thấy các cụ mình không phải là dân tầm thường. Bữa đó bà đi bà đạp cái y như Đức xém chút té muốn chết. Đi phía sau bà đạp, đạp cái y như Đức giật ngược. Bữa đó tưởng đâu giảng sanh bà đó. Nên mấy bà cụ chùa mình công nhận bà đi khỏe thiệt á nghe. Bởi vì bây giờ lâu lâu thay đổi chương trình. Thứ năm, có thể tuần sau mua đồ ăn này kia ngồi ngay nhà ăn, thay đổi chương trình lại cho cụ mới ngồi với ăn uống một chút đi. Không mà nhà ăn bên đây sao cũng lạnh quá. Thấy không? Nên từ nó đó mình thật sự với cụ nghe, những đứa cũng muốn các cụ phải vui lắm nghe mấy bà già, muốn cho mấy bà già phải vui đồ. Tại vì mình biết phải vui, bà đâu có bệnh thì biết sao mà thế giới cực lạc người ta không già không các cụ. Tại người ta đâu có buồn đâu các cụ. Nên ai mà muốn mình lâu già là mình đừng có buồn nha quý vị. Ừ, buồn là nó mau già. À, buồn là nó mau già dữ lắm. Già như trái cà gió vậy đó. Hiểu chưa? Nó nên những đức nói rằng là cả chùa mình mà nghe pháp á, những đức ngồi đây những đức nhìn xuống những đức thấy đúng là gương mặt ai cặp mắt cũng long lanh. Không mà ngộ ghê, mấy bà cụ già trong chùa mình thật sự mà nói 70-80 tuổi mà đâu có cái chuyện mà cặp mắt long lanh gì đâu trời. Kìa có bà cụ già kia kìa, có kìa già thấy ghê mà sao mắt long lanh đi. Bà nhìn, bà nhìn mà bà làm nè. Không mà công nhận cái gương mặt ai cũng tươi rói nghe, mà quay phim lên coi đẹp lắm các cụ ơi. Đúng là mấy bà già niệm Phật làm như quang minh phổ chiếu á. À, quang minh phổ chiếu đó. Với thêm nữa là các cụ quan hỷ, chị em hòa thuận nên nó đẹp. Các cụ nhớ nghe, có người làm gương cho mình thấy đó nghe các cụ. Ở trong phòng mà tham lấy đồ của người ta, ăn cắp đồ, lấy quần áo người ta, rồi xuống với nhà ăn thì ăn cơm xong bỏ trái chuối vô túi đem về phòng ngồi ăn mình. Còn bữa nào có nho thì bỏ nho. Có bữa nào có chôm chôm thì bỏ chôm chôm. Nó còn nhiều bữa uống cà phê để cái chai vô túi, bưng cái ca gót vô cái chai, đậy nắp lại, cầm một chén ở trên uống, còn ở trong túi còn cái chai. Bà cụ đã mớ mắt các cụ ơi. Bà cụ đã mớ mắt mà biết mắt làm sao? Đúng là cái người tham mắt kỳ thì ghê chợ. Các cụ biết á, bà đi các cụ, tự nhiên chợt hai cái chân, cái đầu úp ngược xuống, nằm bất tỉnh, đưa vô phòng hộ niệm. Bà nằm bà nhìn này các cụ, bà làm vậy ta. Rồi cuối cùng bà chết. Mà cái người mà tham cái cụ trở lên tờ, chết nó le cái lưỡi cụ ơi. Thôi cái này tôi sợ quá. Thôi ai tham kệ đi, tôi không dám tham. Thời vì tham chết nó le cái lưỡi kỳ quá. Tôi chờ cỡ nào cỡ chứ cuối cuộc đời mình chết cỡ nào cỡ, coi đường chút là cỡ nào cỡ chứ mặt cũng không có được. Chứ cái gặp mà nó chết mà làm nè. Thôi tôi ghê quá. Nói không? Mà tham lam sân si cái cụ chết le cái lưỡi á cụ ơi. Nó, ở đây có còn cụ nào mà hung dữ chữ lộn tối ngày không? Hung bạo đồ sân si đồ còn không, đưa tay coi. Đưa tay coi. Công nhận chùa mình giỏi ghê. Không có ai dám sân si luôn.
đây mà ai mà đưa tay tôi bắt được tôi bẻ tay người đó. Thấy chưa? Sửa đi các cụ ơi. Mình quyết chí để mình về cực lạc nghe cụ. Ồ. Ai ở đây quyết chí về cực lạc đưa tay coi. Đó, thấy chưa? Quá dữ dằn luôn mà. Nào, mình quyết chí về cực lạc nghe cụ. Ừ. Quyết tâm đời này phải về cực lạc gặp nhau chảnh nghe. Hòa thượng Tịnh Không ngài nói nghe, không về cực lạc đi xuống dưới địa ngục, phải về cực lạc nghe các cụ. Ừ, cố gắng lên. Mà muốn về cực lạc thì phải làm sao? Đúng rồi, niệm Phật. Chứ đừng có đi nhiều chuyện nghe. Nhiều chuyện có giảng sanh đâu. Nghe các cụ. Mình ở đây, người ta sắp qua bên kia, ở bên kia, sắp qua đây, ở bên đây, sắp qua kia, ở bên kia, sắp qua đây, ở bên đây. Ai sắp đâu nằm đó, miễn có chỗ nằm, được rồi. Đúng không? Về nhà hòa thượng cắt, hòa thượng sắp đâu mình ở đó, sắp đâu mình ở đó. Miễn sao có cơm ăn áo bặn, mình sống cho qua ngày rồi mình niệm Phật giảng sanh. Đúng không cụ? Ừ. Đó. Miễn sao về cực lạc được rồi. À, bây giờ mình không nằm được một chỗ yên, giờ tới giờ lui hoài là nghiệp chướng của mình. Đừng có đủ thừa ái chứ nghe. Nghiệp chướng của mình nghe các cụ. Thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. À, vậy đi. À, bây giờ là nghe gì nó cũng thấm một chút á, mà sợ mai quên đúng không. Nhắc vậy cho bà quên mất tiêu. Mấy bà già mau quên lắm, nên mỗi ngày phải bắt pháp cho mấy bà nghe là vậy đó. Nhắc hoài. Nhắc hoài vậy đó phải mới nhớ được. Trong cái cuộc đời mình gặp phải những cái việc chướng ngại, nên trong nhà Phật dạy nhận nhỏ thành tụ nhỏ, nhận lớn thành tụ lớn. Những đức thường có những câu mà mình nhắc rất nhiều lần. Vì sao? Vì mình làm không được. Nếu như mình cứ tìm văn tự mớ thì giống như mình cởi ngựa xem hoa, không có kết quả gì. Bây giờ mình nhắc những cái quan trọng để chú tâm, để mình gây dựng mình tu. Ngày xưa những đức mới vô chùa thì những đức nghe vị thầy giảng pháp thì thầy thường nhắc về công đức, thường nhắc về phước báo, thường nhắc về công đức, thường nhắc về phước báo, thường nhắc về công đức. Còn những đức thì thường nhắc cái vị tu, thường nhắc niệm Phật và thường nhắc nhẫn tu đối với pháp môn tịnh độ. Nhớ pháp môn tịnh độ này mình mà không gầy dựng là mình bỏ cuộc á. Tại nhiều người tu tịnh độ mà cái mà để nhẫn tu với pháp môn tịnh độ này là ít lắm á. Thường là bị dài 3 năm là chúng ta nhạt nhẽo đối với tịnh độ. Bị cái bệnh gì phải không? Niệm Phật đâu thấy được gì đâu. Rồi niệm Phật hoài mà có thấy Phật A Di Đà đâu. Rồi tự nhiên nó sanh ra cái tâm nghi. Nên hôm nay chúng ta học tập là tu làm sao để mau tiêu trừ nghiệp chướng nhẫn. Nhắm ngay mục tiêu này. Nhớ. Nghĩa là trong cái khó cỡ nào mà vượt qua được một lần là tạo cho mình một cái lòng tin cực kỳ cao. Quý vị nhớ nghe. Mỗi lần mà gặp một sự khó khăn cùng cực luôn, mà chỉ cần vượt qua được một lần là tăng thêm lòng tin cho chính mình mạnh thêm. Cũng như Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng hay nói rằng là cuộc đời của tôi tu mấy chục năm, tôi thấy rõ ràng luôn, mỗi lần mà tôi bị trở ngại mà tôi vượt qua được là tôi tăng cảnh giới tu. Cứ là một lần tu mà bị trở ngại
mà vượt qua được là tăng cảnh giới tu. Vậy thì quý vị muốn tăng cảnh giới tu hay không? Muốn. Vậy thì quý vị gặp trở ngại thì phải cố gắng tu để vượt qua. Giống như con nợ nó bám mình, mà mình mà có sự kiên nhẫn thì con nợ nó buông ra. Mà mình không kiên nhẫn bằng nó thì nó kéo mình. Thí dụ như bây giờ một người nó đứng nó chửi mình, mà mình không chửi gì chứ một chút là nó chửi hết nổi. Quý vị biết á, một cái người niệm Phật có thể niệm được 2 tiếng, nhưng mà chửi không chửi nổi 2 tiếng. Một người nào mà đứng chửi không thể nào chửi nổi 2 tiếng. Hồi sáng gặp một cái cô đó, cô kể câu chuyện ghê thiệt. Đúng là quả báo hiện đời. Thế gian người ta nhìn thấy nhưng người ta không biết. Cái cô này là con dâu, mà cô thường hành hạ chửi mẹ chồng, chửi dữ lắm. Mà bà đang khỏe ngon lành quý vị. Bữa đó bà đứng bà chửi mẹ chồng, bà vừa chửi sao không biết á, đứt cái sợi dây gì không biết. Tự nhiên đang chửi dữ dằn luôn, tự nhiên biết đứt sợi dây gì, tự nhiên té cái ạch, giống đột quỵ, không biết trong cơ thể sợi dây gì đứt không biết. Đang chửi ngon lành tự nhiên té cái ạch, ta tóc chở đi bệnh viện, giữa đường chết queo. Ghê chưa? Nó đứt sợi dây gì? Bà chửi quá, đứt sợi dây thọ mạng. Vậy thì người này cuối cùng đi đâu? 100% đọa địa ngục. Ác sanh hẳn mà, chửi sùm mà. Nó chửi sùm đọa địa ngục thì chắc chắn rồi, sanh hẳn đọa địa ngục là chắc. Nhớ. Nên á, mỗi một người chúng ta mang cái tâm sân hận mà nó chết bất tử là đúng là thiệt thòi. Vậy bây giờ mình là người biết niệm Phật, mình mang cái tâm nhớ Phật niệm Phật, thì bất cứ lúc nào thọ mạng đến với mình đang cầu Phật tiếp dẫn giảng sanh. Nên mình tu hành nhất định phải có sự khảo đảo quý vị, có sự thử thách. Một người mà làm một cái công việc mà gặp bao nhiêu trở ngại mà vẫn kiên trì thì người này mới giỏi, chắc chắn quý vị luôn mới giỏi. Còn nếu như mà người này làm việc này đụng cái xin làm việc khác, đụng cái xin làm việc khác, đố mà người này giỏi. Giống như ông thầy Độ, ông rửa nhà vệ sinh, ông rửa mấy năm nay thì bây giờ ông trở thành cao thủ rửa nhà vệ sinh. Thấy chưa? Rõ ràng không? Nghĩa là làm khâu nào mà nó làm lâu là nó thành chuyên nghiệp. Thành chuyên nghiệp dữ lắm. Một mình một rửa 50 mấy cái nhà vệ sinh thì nghĩ sao? Ở bên kia, bên kia 2 dãy vệ sinh, 2 cô, một dãy chỉ có 12 cái thôi. Mà làm còn có khi còn nó này nó kia. Vậy mà người ta rửa 58 cái nhà vệ sinh. Thì nghĩ đi. Đó là gì? Là cái tâm phát ra, tâm quyết quý vị. Nên mình tu hành phải có tâm quyết. Đây là mình tu phước, tu duyên, thù thắng. Mình cứ nỗ lực mình làm đi. Rửa nhà vệ sinh viết mà đẹp. Ngộ ghê. Thấy chưa? Gia đình ông lên mà gặp ổng mà nói trời ơi, ông Phong hôm nay ông tu viết mà đổi tướng trời, hảo tướng quá trời. Thấy chưa? Cái rửa nhà vệ sinh nó giống như nó rửa cái tâm mình vậy. Rửa tâm sân si của mình, rửa cái tâm kiêu ngạo ngã mạn của mình, nó hạ xuống luôn. Mà những cái thứ đó mà nó hạ xuống là nó an lạc, vui. Nên rác đồ xung quanh chùa đồ mà mình đi gom đồ, ngửi mùi thúi đồ giết nó hiền. Còn nó không hiền thì nó giữ. Vậy thôi à. Nó không hiền thì nó giữ. Nếu như mình hửi mà mình á, tống cái tâm sân hận mình ra ngoài thì nó hiền. Mà mình hửi vô
mà mình sân hận, mà mình lẩm nhẩm, mình chữ tức thì nó càng nặng thêm, nó nặng mà nó còn thúi luôn cái tâm. Đừng nói chuyện dẫn chơi. Nên rửa nhà vệ sinh, hốt rác, dọn dẹp toàn là để dọn cái tâm mình. Dọn cái tâm mình đó nghe. Nhớ. Nên mình tu hành mà mỗi lần một sự trở ngại là mỗi lần chúng ta phải rèn luyện mình nhẫn để vượt qua. Kiên trì là vượt qua quý vị ơi. Nhớ, kiên trì là vượt qua. Còn mình mà thiếu sự kiên trì rớt. Thiếu sự kiên trì là rớt. Nhớ cái pháp môn tịnh độ này nghe. Nhiều người tu mà nhiều người bỏ cuộc lắm á. Ngay chỗ nào? Chỉ có cái niệm Phật thấy mình không có kết quả, thấy vô vị mà bỏ cuộc. 100% với vị mà niệm Phật là có kết quả rồi đó. Đã niệm Phật là có kết quả rồi đó. Kết quả là quý vị có tương lai Phật nước vì gì cực lạc, vì cái tin gì đi, cái chân thật niệm đi. Rồi khi quý vị chân thật niệm rồi đó, mà gặp một sự cố gì trong cuộc đời là từ câu Phật hiệu này vượt ra nè, thoát được nè, rồi quý vị mới thấy câu Phật hiệu tù thân. Nhớ. Chính như đức niệm Phật mười mấy năm thấy rõ ràng mà gặp sự cố gì cũng vượt qua được. Ngộ lắm quý vị. Đụng chuyện buồn giận hẳn trách gì lên tu thờ lễ Phật thờ tự nhiên giải tỏa. Bởi vì như đức nói làm gì làm đừng có bỏ hai thờ tu. Bèo gì cũng phải giữ một thờ, tại vì đó là cái ban mà nấu ăn buổi sáng, chiều phải có một thờ. Kiểu mà vô chùa mà không có thờ nào giết rồi nó lạc luôn á. Lạc lẽo đấy vị ơi. Cố gắng giữ cái huệ mạng của mình. Nên mình đi vô đây mình nghe gì giết rồi con người mình nó có cái tâm tu. Mà khi mà con người mình có cái tâm tu rồi là nó loại bớt những cái tâm xấu. Vì mình có tâm tu thì loại bớt tâm xấu. Mà mình tu mình niệm Phật giết rồi con người mình nó có cái góc độ hướng thiện, có cái góc độ hướng thượng. Chứ mình không có dẫm chân một chỗ để mà mình sống cho uổng phí cuộc đời. Thí dụ như bị làm việc gì cũng cần được quân tập. Giống như ngày xưa những đức nấu ăn mỗi ngày mười mấy năm, những đức cầm cây sạn, những đức quơ dù 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 dù. Sao lia sao lia. Có khi mấy vị biết rằng lấy cái sạn xúc cái dĩa rau hắt lên cái đưa cái dĩa vô hứng kiệt nhau bữa nó dính đầu. Kiểu thấy mà ngoài đời Covid á, thấy mà vua đầu bếp làm gì mà thấy ghê quá. Sao mà vậy đâu mà nó cầm chảo nó hát hát hát. Có một lần những đứa cũng muốn thử mua cái chảo nhảy sờn về, cái xào cái hát hát trộn hát mà cuối cùng bỏ ra muốn nó giật tùm lum tùm la chứ. Nhưng mà làm viết là thành chuyên nghiệp quý vị ơi, viết cái tay nó nhanh thấy ghê luôn. Hồi xưa những đứa cầm sạn nhanh tay lắm, khi cầm sạn mà giống như quơ như tài thiên vậy đó. Nhanh vậy đó. Vậy mà bây giờ bỏ mười mấy năm là cầm sạn đũa là nó cứng tay, không còn dẻo như một lần đó. Thấy văn ôn võ luyện, nó luyện chỗ nào thì thành chỗ nấy. Giống như mấy anh em chỉnh âm thanh cũng gì nữa, ngày nào cũng lo ra chỉnh thì tới khi mà người ta giảng chỉnh thiệt là hay. Đừng có bỏ một tuần mới chỉnh lần, mà là ngày nào mình cũng lo mình chỉnh, ngày nào mình cũng dặn tới dặn luôn mình chỉnh cho mấy bà già tu. Chỉnh viết rồi tới khi chỉnh thiệt cũng thành cao thủ. 100% luôn. Như những đứa ngày nào cũng nói chuyện với mấy bà già nghe, nói với thuyết pháp quá trời thấy chưa. Nó quen miệng thì giống như mình chỉnh âm thanh viết quen tai. Rồi mình nghe âm thanh viết nó, rồi mình cũng quen nữa. Còn nếu như mà mình bỏ một tuần là nó lục nghề. Tuần này mình cố gắng chỉnh nhưng một tuần sau mình chỉnh là lục nghề. Nên nghề nào cũng mỗi ngày phải cần quân tập. Thì giống hệt như niệm Phật vậy đó.
Niệm Phật là mỗi ngày mình phải quân tập, quân tập, quân tập A Di Đà Phật, 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 rồi ngủ cái gì đó cũng đeo cái máy niệm Phật, bắt nhỏ 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 để ngay gần cổ nè, kéo sợi dây xiết cuốn họng lại. Đúng không? Để máy niệm Phật này này kéo sợi dây xiết cuốn họng mạnh lại. Xiết cứng lại mà làm sao cho còn thở nghe. Rồi để ngay đây nè. Rồi bằng đêm mới cứ ngủ, ôm gì ngủ nè. Nghe với quen. Nghe với quen, đừng có bắt lớn mà động cái bà bên cạnh thôi. Nhí 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 tí tí thôi. Để sát cái gần cổ. Vì nhớ bây giờ đa phần chúng ta là ăn đắng uống độc. Nên cần cổ chúng ta đa phần người nào cũng viêm cổ là phần nhiều. Đau cổ là phần nhiều. Cảm xúc cũng từ cần cổ mà ra. Nên bây giờ đeo cái máy niệm Phật là phải đeo sát ngay cần cổ. Để làm chi? Để giải độc. Hiểu chưa? Có Phật hiệu là giải độc mà quý vị. Nhớ đó. Những đức cái bữa thứ sáu tuần trước là nó bị đau cổ và nó sốt te tu. Vậy mà tự nhiên mỗi lần đau là mỗi lần phát minh một cách tu ghê thiệt chứ. Tự nhiên sao những đức nghĩ, ủa sao mày không đeo cái máy niệm Phật này sát vô ta. Bây giờ tắt cái máy niệm Phật trong phòng, tại những đức ở con mình, tắt cái máy niệm Phật trong phòng luôn. Bật cái máy niệm Phật này lên. Bật cái máy niệm Phật này lên, bắt đầu kéo sát vô cần cổ, bật lớn lên. Trời ơi, nguyên một đêm sáng mai cần cổ hết đau. Không nhận hay ghê thiệt chứ. Quá hay luôn. Nay khỏe ơi, bình thường ơi. Tao uống nhiều thuốc nào đâu. Cái bữa đó là nhóm cô Nhung kêu thầy, để con nấu cho thầy nồi xong cho thầy xong. Nó thôi, xong là nằm luôn. Hỏi luôn đi. Cứ niệm Phật luôn. Lì luôn. Đúng là rõ ràng nghe. Giống như chơi chèo, trò chơi kéo co ấy vậy. Nếu mình yếu hơn thì nó nghịch mình. Còn mình mạnh hơn thì mình nghịch nó. Thì ông Nhẫn ăn cũng bị cảm sốt. Ông gán cố gắng. Nay ông nằm luôn. Thấy không? Tên nào mạnh thì vượt qua à. Ăn thua cái tâm lực quý vị mạnh hay không? Cái quan trọng là tâm lực mạnh hay không? Đó. Mà nhớ nghe, phải hỗ trợ từ câu Phật hiệu nghe. Những đức kêu, những ăn. Ông đeo máy niệm Phật sát vô cổ đi. Lúc ông đeo, lúc ông không. Thấy chưa? Không tin. Tôi tin, tôi đeo suốt luôn. Từ hôm nay tôi nói ngày đêm, ngày đêm. Giờ tôi nói chuyện với Phật tử, tôi cũng đeo máy niệm Phật luôn. Bắt lên luôn, bắt nhỏ nhỏ, để ngay gần cổ. Ai cười kệ, tôi tin dữ lắm. Cứ tin niệm Phật là tốt. Tốt lắm quý vị ơi. Những đức nói ai mà tới dụ như còn trẻ mà nói mụn đi, mặt nó mụn đầy, thử treo cái máy niệm Phật ngay cái chỗ nó mụn đi. Trong vòng nửa tháng mụn lặn. Chứ bị biết. Phải tin chỗ này á. À, làm là phải tin. Phải tin đó. Nên nghĩa là đối với môn tịnh độ này, cái quan trọng quý vị là bị có lòng tin hay không. Phải tin cho cực kỳ mạnh. Có nghĩa là hoàn toàn phải tin Phật thì quý vị sẽ có cảm ứng. Phải tin nghe. Cái này là tôi đặt vấn đề quan trọng của pháp môn tịnh độ là gì. Ngay lòng tin. Mà 100% tin bổ nguyện của Phật không có sai đâu. Tin bổ nguyện của Phật không có sai đâu. Chắc chắn quý vị luôn. Tại vì Đức Phật á, cái hạnh tu của Ngài đã đầy đủ hết rồi. Mà trong cái lời nguyện đó hoàn toàn viên mãn hết rồi. Mà bây giờ quý vị mà chỉ cần tin Phật là 100%, kiếp nạn gì cũng vượt qua. Tin đi. Có bà kia nghe, bà cụ kia bà nói là con là thời gian chuyển nghiệp lâu nhất luôn đó thầy. Vô chùa ở đây là 5 năm chờ mới chuyển được bệnh nhức đầu. 5 năm không uống thuốc gì luôn, nhức đầu kịch liệt luôn. Vẫn niệm Phật duy trì luôn 5 năm mới chuyển nghiệp nhức đầu. Còn quý vị biết ngày xưa những đức ngoài đời á, năm những đức 22 tuổi là những đức đã nhức đầu luôn tới năm 29 tuổi. Bệnh nhức đầu kinh niên. Lúc nào cũng nhờ ta bắt gió chứ. Mà năm 29 tuổi những đức đi vô chùa niệm Phật lễ Phật nghe vị ở trên á, Đà Lạt á, là 2 năm thôi là chuyển sạch cái nghiệp nhức đầu. Không bị nhức đầu luôn.
Trong 2 năm đó nhà Đức chuyển được cái nghiệp nhất đầu và chuyển luôn nghiệp nhất sống 2 năm. Còn cái bà cô trong chùa là chịu 5 năm mới chuyển được nghiệp nhất đầu. Nghe chưa? Nghiệp nặng nhẹ khác nhau. Đó, nên quý vị biết cái câu Phật hiệu này hay lắm mà. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Phải tin. Phật dạy là phải tin. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng phải tin. Đã là tin rồi là siêng niệm Phật liền. Đi đứng nằm ngồi là siêng niệm Phật liền. Không nói gì. Không ai giải đãi gì đâu. Nói quý vị biết rằng thôi kệ, ngày nào mình cũng cứ tống vậy đó. Cứ tống hoài, tống cho đi về cực lạc hết luôn. Cứ làm hoài tại mình chưa có giảng sanh mà mình nói hoài gì đi. Mà ít ai kiên trì gì lắm quý vị ơi. Hồi xưa nhà Đức đi vô chùa là nghe vị thầy cứ giảng là công đức, phước báo, công đức, công đức, công đức. Thầy giảng công đức suốt à. Còn tới đời nhà Đức là giảng gì? Tín nguyện, tín nguyện, tín nguyện. Chắc chắn tín nguyện là có công đức. Chắc chắn luôn, tín nguyện là có công đức. Nên quý vị cứ siêng niệm Phật đi. Nhớ nghe, tu hành gặp sự cố gì kiên nhẫn vượt qua. Vượt qua một lần đi, rồi bị sẽ có năng lực. Y gán bị đẻ vậy đó. Mấy bà đẻ là biết liền nha. Mấy bà một lần đầu mấy bà đau bụng đẻ, hoặc mấy bà có bầu bà cũng sợ lắm. Khi đẻ cũng sợ lần đầu á. Nhưng mà đẻ lần đầu rồi lần thứ hai là không sợ nữa. Tại mình biết rồi, kinh nghiệm rồi. Mà đẻ lần thứ hai, lần thứ ba là chuyện nhỏ như con thỏ. Có gì sợ nữa chứ á. Đó. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà hiểu không? Cái gì cũng vậy. Đẻ cũng như là mình bị cái trở ngại của nghiệp mà mình vượt qua một lần. Khi vượt qua một lần rồi thì không còn sợ gì nữa chứ. Nên con người sống trong cuộc đời này, mỗi lần mà trở ngại là mỗi lần giúp cho chúng ta tăng trưởng năng lực. Nhưng mà cái người mà bị trở ngại mà không phát triển năng lực là vì sao? Vì con người này không có bản lãnh vượt qua. Không có bản lãnh vượt qua. Những Đức nói với cái chú chích xì ke, những Đức nói nè, ông mà chỉ cần vượt qua chích xì ke thôi, sau này ông là cao thủ. Thật sự. Vì con người nó đã vượt qua được cái đó rồi thì tức khắc con người mình trở thành cái mạnh thật sự. Không còn cái gì lôi kéo được mình nữa chứ. Chỉ cần kiên nhẫn vượt qua, liêu mạng vượt qua là được liền. Vì nhớ nghe, gặp Phật Pháp thì mới thấy một Pháp hay. Tại vì mình hiểu được con người ai cũng chết một lần, nên đem cái mạng này ký gỡ luôn. Là giết gì bị làm cũng thành công chứ. Chỉ cần mình đem cái mạng này ra để lên bàn, ký gỡ, là quý vị thành công hết tất cả các việc quý vị làm trong cuộc đời này. Vì có cái mạng mà quý vị còn không sợ mà. Vì thì cái gì bị không vượt qua. Tôi tu được tới bây giờ mà tôi nuôi người nhiều gì mà tôi không sợ là do gì? Tôi không còn xem cái mạng tôi quan trọng nữa. Trời lại Quan Âm mà tôi la vậy, quý vị biết cái tâm tôi cỡ nào chưa? Quý vị thấy hồi đó giờ có ai mà niệm Quan Âm mà lại Quan Âm mà la đến mức gì không? Mà tôi la cỡ đó là quý vị biết cỡ nào chưa? Khi mà tôi la xong mà tôi về phòng tôi khạn cái gan cục máu. Xong tôi ra tôi giảng pháp tôi la nữa. Xong rồi tôi đi về cái tôi cục gì tôi ấy khạc ra máu không? La nữa. Vậy mà 3 ngày sau hết máu luôn. Ghê chưa? Phải liều mạng không? Trời ơi. Quý vị cứ nghĩ đi, cái cuốn họng con người mà khoảng 4-5 tiếng đồng hồ xuyên suốt, từ giảng pháp, từ lại Quan Âm mà gống thấy ghê, gống còn hơn là trâu nữa, hơn là bò nữa, quý vị nghĩ cỡ nào chưa? Có liều mạng dữ lắm. Mà mỗi lần mà lễ Quan Âm á, là tự nhiên cái tâm lực của mình muốn làm sao để dẫn người ta, kéo người ta lễ cho bằng được, còn làm trò cho vui để người ta hứng người ta lễ nữa chứ. Vừa tay cầm micro, mắt nhìn dòng chữ, tay bên đây cầm đánh cản. Nó, rồi mỗi một cái động tác đều bị trở ngại hết. Vậy mà còn cái đầu còn nghĩ người phía sau đang lễ, chắc họ đang mỏi mệt, họ im im kìa, nên còn làm trò này trò kia để cho họ lễ họ vui nữa. Nghĩ đến người ta vậy đó, vì nghĩ sao?
Đó. Nên những đức nói rằng á, chúng ta tu mà không phát triển là chỉ do ngay cái chỗ chúng ta còn nghĩ cái mạng mình quan trọng quá. Nó tu không được thôi. Nghĩ cái mạng mình còn quan trọng quá nên mình tu không được đó. Nếu như quý vị xem cái mạng quý vị đã bỏ rồi là bị tu được liền. Bị chửi vài cái, bị gầy vài cái, bị la vài cái, bị ăn hiếp vài cái, vậy đó mà bị nhẵn được chưa? Mà khi nhẵn được cái là nghiệp chướng gì mà không tiêu. Nhẵn được thì nghiệp chướng gì cũng tiêu. Cố gắng lên. Con người không phải làm được liền đó quý vị. Mà khi mình gặp sự cố gì mình ngồi mình suy nghĩ. Mình suy nghĩ con người ai cũng sẽ chết, sớm muộn gì cũng chết. Bây giờ mình không cố gắng đến khi mình chết mà mình không giảng sanh uổng quá. Mình nghĩ bây giờ mình cực khổ một đời ngắn ngủi này, mà tương lai Phật A Di Đà ngày đến ngày rước mình về cực lạc, trời ơi, cái lúc đó là cái lúc hạnh phúc nhất của cuộc đời chúng ta. Chấm dứt cái khổ đau đọa lạc ở trong cái lục đạo luân hồi này. Mà mỗi lần đến mình là Bồ Tát đến đây. Vì nhớ nha, quý vị tu pháp môn tịnh độ này dù chưa về cực lạc nha, nhưng Phật A Di Đà ngài đã trao cho mình được cái nhẫn rồi đó. Cái nhẫn đó là gì? Câu A Di Đà Phật á. Câu A Di Đà Phật là cái nhẫn đó. Mỗi ngày mình quân tập câu A Di Đà Phật hoài thì mỗi lần mà đụng chạm chuyện gì là mình A Di Đà Phật. Đụng chạm chuyện gì cái A Di Đà Phật. Phải không? Là giúp cho mình cảnh tỉnh là nhẫn chứ gì. Còn khi quý vị đi về cực lạc đó là cái huệ mạng quý vị đã được bật chiếc áo giáp vô lượng nhẫn. Ghê không? Cái huệ mạng quý vị đã được mặc chiếc áo giáp vô lượng nhẫn. Đi đâu độ sanh cũng không bao giờ bị con người ta công kích mà đột phá được huệ mạng. Nên mỗi người bây giờ đã phát tâm vậy thì bây giờ chúng ta đọc 12 lời đại nguyện nè. Để mà phát nguyện nè, từ củ quyền thất tổ của chúng ta nè, và chư hương linh dị nghiệp phá thai nè, rồi cô hồn phước vơ phước vưởng nè, chúng ta đều là phát nguyện đi, rồi chiến sĩ chặn vong nghe. Bây giờ đọc 12 lời đại nguyện đọc theo, đều buông cái tâm hận thù đòi nợ để phát nguyện niệm Phật sanh cực lạc nghe. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ ngài cho đến lúc lâm chung,
Phật Phóng Quang Nhiếp Độ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung. Liên Hoa con quá sanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài. Khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài. Khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài. Khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Chúng ta nên phát nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm quý vị. Quyết chí niệm Phật và tin Phật sẽ rước mình. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.